mẹ con hối con lấy chồng sớm, nhưng con không có ý định lấy chồng vì con muốn đi xuất gia. Nhưng gia đình luôn đặt áp lực cho con, mẹ muốn có cháu và luôn nói con không lấy chồng, không sanh con là bất hiếu. Trong trường hợp con có duyên nợ phải lấy chồng, thầy có thể chỉ con cách nguyện như thế nào để con lấy chồng cũng theo đạo Phật, biết tu và có thể cho con xuất gia sau này. Này làm thầy gì thầy bói? Làm ông Mai à? Ông Mai chỉ cho lấy đúng đạo Phật. Đạo gì cũng vậy thôi, không có tu nó cũng làm khổ nhau rần rần. Chứ đâu phải lấy chung, lấy người đạo Phật rồi cũng làm khổ nhau đâu. Nhưng mà thôi thì đây cũng là một cái tâm nguyện tốt. Thật ra đó, quý vị, cái quan niệm thế gian thường tình, trời mưa bông cái gì? À, cái gì đó, con gái có chồng, đàn ông có vợ đó. Trời mưa lâm râm, cây trăm có trái, con gái có chồng, đàn ông có vợ, đàn bà có con. Thầy chùa ở chùa. Đó là quan niệm thường tình. Ai làm việc gì mà nghịch lại cái mình cho là bất thường. Nhưng mà có những cái bất thường mà nó là phi thường. Chẳng hạn như người tu, mình không sống theo cái bình thường là thuận theo thế gian. À, cũng có vợ, có chồng, sinh con, đẻ cái, đi làm, nhiêu đó thôi. Nhưng người tu làm cái việc quý vị cho là bất thường. Nhưng mà Phật dạy trong kinh hay lắm. Có những cái trước khổ sau vui. Phật dạy người tu có bốn cái trước khổ sau vui nha. Học kinh trước khổ sau vui. Ngồi thiền trước khổ sau vui. Thí dụ như học kinh đó, trời ơi phải nhớ dữ lắm phải không? Cực khổ phải nhớ. Nhưng mà sau khi mình thuộc kinh rồi thì vui lắm. Tại vì bất cứ cái gì nó xảy đến, những lời kinh nó đi ra, nó giúp mình an tâm mình dữ lắm. Ngồi thiền đau chân, đau lưng, ngứa cổ, đủ thứ hết. Nhưng mà qua được những cái thử thách đó rồi, ngồi rất yên lắng. Mà cái kết quả của người có thiền, tâm tĩnh lặng, chánh niệm, ngồi thiền trước khổ sau. Người tu cũng vậy. Những ngày tháng năm đầu mình đi tu cực khổ vô cùng. Nhưng mà qua được cái đó rồi, mình có được một lợi ích, một an lạc cực kỳ. Cho nên đó, nếu mình làm cha mẹ đó, thấy con mình đã phát tâm đi tu, mình phải mừng. Tại vì ngàn người mới được một. Mà mình đó, có một người con mà mình cúng dường người con đó cho một anh chàng hay một cô nàng cũng có một à, mà đem đứa con đó cúng dường cho đại chúng, cho Tam Bảo, phước mình lớn lắm chứ tại sao lại cản trở. Ví dụ con gái mình chấp nhận lấy anh chàng kia là chồng, mình tặng con gái mình cho một người đó thôi, rồi mình tặng con trai mình cho một cô đó thôi, rồi chắc gì nó hạnh phúc không? Nếu mình nói mình tin tưởng vào cái duyên nợ, đã là duyên thì nó có những cái duyên này duyên kia. Có người có duyên chồng duyên vợ, có người không có duyên chồng vợ mà có duyên với Phật Pháp, có duyên với lại đạo giáo, thì mình phải ủng hộ chứ. Mình chấp nhận cái duyên mà mình cứ ép duyên, không cho những cái duyên khác. Trên đời này chỉ có hai duyên thôi, một lấy chồng hay lấy vợ. Rồi có những người vô duyên sao, không có duyên nào hết sao? Cho nên đó là phần của cha mẹ. Quý vị phải nghĩ, nếu mình có một người con phát tâm đi tu, mình phải yểm trợ, vì đó là cái hạnh phúc lớn của mình. Mình được cúng dường con của mình cho đại chúng mà, cho Tam Bảo, cho Phật Pháp mà. Còn nếu mà nói giỏi đó ha, nếu mà nói giỏi đó, mình có một người đàn phụ người nữ sanh con cỡ nào, nói giỏi chừng 10 người, 17 người, như bà Âu Cơ 100 người. Nhưng một người tu độ hàng ngàn người, độ hàng vạn người, vậy không phải là sự tiếp nối rộng lớn sao? Cho nên mình phải nghĩ thoáng.
Điều thứ hai, nếu mình là người con nuôi tâm trí đi tu thì mỗi ngày mình đều nguyện, nguyện cho con nuôi được trí xuất trần, tránh tất cả các duyên trần. Chẳng hạn như con đừng có gặp những cái duyên thương yêu, mà nếu mà cái duyên đó đến, nhiều khi mình không thương người ta, người ta thương mình, rồi người ta làm đủ cách hết, rồi cuối cùng mình cũng phải siêu lòng. Rồi nhiều khi một mặt người ta thương mình, rồi bị áp lực của gia đình, cuối cùng mình phải chấp nhận người đó. Nhưng cái này là mình ép duyên, tại mình đâu phải cái duyên mình muốn đâu. Mà cái gì ép thì nó đâu có ngon. Trái cây mà chín cây nó mới ngon chứ, chín ép nó đâu có ngon. Cho nên cái mà mình ép mình phải làm, mình ép mình phải thực hiện, không nên. Mà cái đó mình, thí dụ bây giờ mình ép mình vì cha vì mẹ đi, cũng tội cho cái anh chàng đó. Anh thương mình thiệt mà cuối cùng mình thương ép, rồi cuối cùng mình không thật sự mình trao cái trái tim mình cho cái người đó, cũng phải tội ta không? Cho nên không thương thì thôi đừng. Mình rồi ví dụ mình làm riết cái người đó, mới đầu họ thương mình, họ yêu mình, nhưng mà cái cách sống của mình, cái cách mình yêu lại không có trọn, cái từ yêu sanh ra hận, hoàn trái nó chồng chất. Cho nên không nên. Thôi thì bây giờ chỉ cố gắng đi, phát nguyện, nguyện cho con xa tất cả những trần duyên ái liếm, cho giữ vững được cái tâm con, để một ngày nào đó con đủ duyên xuất trần. Còn sẵn thì Pháp Hòa, nếu mà có cha mẹ ở đây thì quý vị nên phát tâm. Có nhiều người ta còn phát tâm vậy nè, trong khi có thai đó, người ta phát nguyện luôn: hiện nay con đang mang thai được 3 tháng 5 tháng gì đó, con xin cúng dường con cho Tam Bảo. Nếu sau này con lớn lên mà có thể phụng sự Tam Bảo, xin xui khiến cho con của con đủ duyên lành để trở thành một người phụng hiến cho Tam Bảo. Làm việc chung nó lớn. Quý vị thấy có những người anh hùng dân tộc bỏ những cái tình cảm riêng tư để hy sinh đến cái chung. Cái gì chung nó mới là hay chứ, còn cái gì mà riêng lẻ ra đâu nó bình thường đó. Ví dụ như mình lớn lên có chồng có vợ có con, thậm chí có thành danh gì đi nữa cũng bình thường thôi. Còn một người con, một người lám đàm những cái chuyện mà người ta cho là bất thường đó, có cái đầu vậy tự nhiên em cạo là bất thường không? Đó, ăn mặc đẹp không chịu, mặc những cái gì nó vàng nó nâu vậy thôi đó, nhưng mà cuối cùng những người đó là phi thường, ta làm những cái việc mà người thường làm không được. Xin thầy Quan Hỷ trả lời giùm con, nếu con cứ bị chồng chửi hoài thì con phải làm sao? Không lẽ giờ mình mở lớp dạy chửi ta? Con thì công việc ổn định, nhưng chồng cứ muốn con phải ở nhà, không cho có bạn bè và không đi ra ngoài với bạn bè. Con cố gắng nhịn, nhưng sức người có giới hạn. Cũng nhờ con nghe những bài giảng của thầy trên YouTube, nhờ nghe mới sống được tới giờ. Thôi ráng nghe tiếp để sống tiếp. Thưa đại chúng, mỗi người mình đó, hồi nãy Pháp Hòa có thưa đó, nếu như mình sống trong môi trường mà luôn luôn nghe những cái lời khó nghe, đây là nghịch khảo. Nhưng mình thương cho cái người đó, tại sao không có những cái gì khác ngoài thuận khảo, trong lòng họ có những cái nội khảo. Nhưng mình phải nhìn lại coi chồng của mình có lời nói, có thái độ vì lý do gì. Theo như câu hỏi thì chỉ muốn mình ở nhà không đi làm, thì mình phải giải thích như thế nào để cho chồng hiểu. Thật ra trong cuộc sống thì cái gì nó cũng phải cả hai, chứ một bên thì không thể được. Hạnh phúc là cả hai người. Còn nếu như á, mà mình cố gắng mình làm hết sức mà vẫn cứ bị, thì cái này phải tu tiếp nữa, tu thiền cao hơn bậc nữa, quán ác ngôn thị công đức. Trong là chứng đạo ca, Tổ Huyền Giác có dạy câu đó: quán những cái lời nói ác độc trở thành là những công đức biết lắng nghe. Nhiều khi nếu nói nghiệp chướng thì đời trước chắc mình cũng là ảnh, giờ này là ảnh là mình.
Cho nên đó thôi thì quan trọng là vợ chồng ngồi lại, chị chia sẻ những gì mà trong lòng của chị. Còn nếu ví dụ như chồng mà thương mình quá, muốn mình ở nhà khỏi đi làm, nhiều người ta muốn không được, có nhiều người chồng bắt đi làm, rồi cuộc sống nó rất là khó. Thưa thầy, má con hay có tính hay nghi ngờ và nói lời không hay về người khách. Con khuyên má không nghe, con sợ má con mất sẽ phải trả báo thì tội má con lắm thầy ơi. Con xin thầy hoan hỷ chỉ con cách để con để xin ơn trên tha lỗi cho má. Tất cả mọi người đều có một cái tập nghiệp riêng của mình. Thì một mặt mình khuyên, một mặt mình có thể mình tụng kinh, sám hối, cầu nguyện cho mẹ giảm cái nghiệp khẩu và khẩu nghiệp. Con người mình có ba chỗ để tạo nghiệp ha: khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp. Nhưng mà cái ý nghiệp nó khởi cho nên mới đưa tới khẩu nghiệp, chứ ý không khởi đâu có khẩu. Miệng và hành động là do cái ý nghiệp của mình. Cho nên nó quan trọng là chuyển cái ý. Thì mỗi ngày mình khuyên má làm sao để má nhìn, biết nhìn người bằng cặp mắt, bằng cái tư duy không nghi ngờ, không quán trách thì mới không có lời nói ác. Nhưng mà đôi khi đạo lực của mình đâu có đủ để chuyển, thì thôi mình sám hối, mình nhờ Phật lực. Mình có Phật lực, pháp lực, tăng lực, đạo lực, tâm lực, vân vân. Tự lực không thể chuyển, nhờ tha lực của Phật. Rồi bên cạnh đó, mình tạo những cái duyên để cho má thấu hiểu, nhìn xa thấy rộng hơn, để giảm đi sự quan trách người. Cái này nó cũng không ngoài cái nghiệp đâu. Nghiệp là gì? Cái thói quen đó. Cái thói quen hay nghi ngờ người khác. Cho nên đó, nó cũng là một trong năm chướng mà trở ngại cho người tu. Thứ nhất, hôn trầm. Thứ hai, bất tín. Thứ ba, giải đãi. Thứ tư, nghi ngờ. Thứ năm, phong nhập. Nhiều khi mình tu mà trong lòng mình nhiều cái nghi ngờ. Nghi ngờ người này, nghi ngờ người kia. Làm việc thiện mà cứ nghi ngờ. Thôi, biết ta có làm thiệt không? Hồi khỏi cho. Thành thử ra, thay vì mình khởi tâm thiện, mình đưa tiền cho người ta làm từ thiện, mình khởi cái tâm nghi ngờ. Nghi ngờ mà trong khi đó người ta làm được biết bao nhiêu việc đã làm. Đâu phải mình cúng cho người ta 100 đồng, nhờ 100 đồng đó mà người ta thành được cái việc thiện người ta. Người ta đã làm biết bao nhiêu, xưa giờ không có mình giúp, người ta vẫn làm được việc thiện. Thì nó đã chứng minh rõ ràng cái việc thiện người ta làm rồi. Nhưng vẫn nghi ngờ dù chỉ có 5 đồng, 10 đồng. Nói như vậy không có nghĩa là cái số tiền là ít, không phải. Ở đây nói cái vấn đề tâm nghi. Vì mình nghi cho nên mình không khởi được cái tâm thiện. Cho nên mình tu tập nó có hai loại nghi. Thí dụ quý vị họ đọc kinh, không hiểu câu đó nghĩa là gì, cứ thắc mắc hoài cái câu đó. Cái đó gọi là nghi pháp. Là mình nghi, mình muốn tìm hiểu. Nhưng có một loại nghi là mình không tin tưởng vào cái điều đó mình mới nghi. Hai cái khác nha. Một cái do không hiểu mà nghi, một cái do không tin tưởng mà nghi. Thì cái không tin tưởng mà nghi luôn luôn nó làm cho mình không có tiến bộ được. Mà đã mang cái tâm không tin tưởng rồi, cho dù người ta có giải thích, chưa chắc mình đã tiếp nhận. Tại cái tâm nghi mình nó nặng quá, và nó chướng ngại mình nhiều trên cái bước đường tu tập, học hỏi và chuyển hóa. Tổ sư Khương Tăng Hội. Tại sao gọi Ngài là Khương Tăng Hội? Bởi vì cha của Ngài là người nước Khương Cư. Nước Khương Cư tức là bây giờ chúng ta gọi là Sogdian ở Bắc Ấn. Cha của Ngài là một người thương buôn sang Việt Nam và lấy vợ người Việt Nam mới có ra Ngài Tăng Hội. Nhưng mà Ngài là người mồ côi từ khi Ngài 10 tuổi, cho nên Ngài đã vào chùa tu. Năm sinh của Ngài thì không ai biết,
Và bây giờ trong sử chỉ biết là Ngài mất vào rằm tháng 9 280 Tây Lịch, tức là cách đây 1742 năm. Và Ngài, thật ra Ngài không phải là họ Tăng, mà người ta chỉ biết Ngài chỉ một tên thôi, đó là tên Hội. Nhưng mà bởi vì người xưa hễ cái vị Tăng đó mà ở nước nào thì mình sẽ gọi cái nước đó trước, cái quốc gia đó trước, cho nên Ngài là gốc người Khương cư, cho nên gọi là Khương. Nhưng mà Ngài là một ông thầy tu cho nên gọi là Tăng, và Ngài tên Hội cho nên gọi là Hội. Vậy thì Khương Tăng Hội không phải là họ Khương lót chữ Tăng tên Hội, hiểu không? Mà ông thầy tên Hội ở nước Khương, Khương cư, Sojin. Giống như ngày xưa Ngài Kumala Thập, khi mà bây giờ quý vị dở những bản kinh á, thì mình sẽ thấy người ta để vậy nè: Diêu Tần. Diêu Tần là đời Diêu Tần, đời vua Diêu Tần. Tam Tạng Pháp Sư, tức là cái Ngài là một bậc Pháp Sư thông cả kinh luật luận của Phật giáo, tên là Kumala Thập, cho nên để là Diêu Tần Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập dịch, tức là Ngài dịch vào thời vua Diêu Tần. Còn nếu như mà bản kinh đó là do vua ban chiếu chỉ xuống và thỉnh cầu Ngài dịch bản kinh đó thì sẽ thêm hai chữ phụng chiếu dịch. Phụng chiếu tức là phụng hành cái chiếu chỉ của vua để mà dịch cái bộ kinh đó. Thì Pháp Hòa thưa như vậy, bởi vì nhưng mà tại sao Ngài là cái người sanh vào thế kỷ, Ngài có mặt ở Việt Nam, Ngài đã sanh ra tại nước Việt Nam rất sớm và Ngài đi tu rất sớm, cho nên Ngài là cái người có cái công kiến lập trung tâm Luy Lâu ở Việt Nam ngoài Bắc. Sau này vua nước Ngô ở Trung Hoa nghe tiếng tâm của Ngài, cho nên đã mời Ngài sang Trung Hoa để mà truyền bá Phật giáo. Và Ngài đã đến Trung Quốc, lúc đó là nước Ngô á, kinh đô của nước Ngô á, tức là Nam Kinh bây giờ. Ngày xưa cái thời đó đã kinh đô nó nằm ở tại Nam Kinh, và Ngài đã lập ngôi chùa đầu tiên tại Trung Quốc, tên là chùa Kiến Sơ. Và từ trong kinh, trong sử thường hay ghi là trung tâm Luy Lâu ở tại Việt Nam và trung tâm Kiến Sơ ở tại Trung Quốc. Và vua nước Ngô ở Trung Hoa nghe tiếng tâm của Ngài, mời Ngài qua. Và chính Ngài là người mang Thiền Tông Việt Nam sang Trung Quốc, chứ không phải như xưa nay chúng ta hiểu là mình du nhập. Nói đây không phải là mình giành giật, nhưng mà lịch sử, hiểu không? Tới mình thờ tổ thì mình phải hiểu tổ, lịch sử thôi chứ không có giành giật gì ở đây. Cho nên là Ngài là người mang Thiền Tông sang Trung Hoa và truyền bá tại Trung Hoa. Và bây giờ sử liệu cũng đã ghi rõ như vậy. Quý vị nào muốn biết về Ngài, mình có một quyển sách nói về Ngài, Thiền Sư Khương Tăng Hội. Quý vị có thể tìm quyển sách đó để đọc, để biết được những cái công hạnh tu tập của Ngài. Và hôm nay Pháp Hòa chỉ đọc cho đại chúng nghe một đoạn mà vua đã tán thán Ngài qua một bài minh như thế này: lặng lẽ một mình, đó là khí chất. Tâm không bận biểu, tình không vướng mắc. Đêm đen soi đường, lay người thức giấc, vượt cao đi xa, thoát ngoài cõi tục. Đó là những cái lời tán thán của hoàng gia Đông Ngô thời đó, và người ta đã tán thán Ngài khi Ngài viên tịch. Thì quý vị có thể tìm lại cái bài giảng Tổ Khương Tăng Hội, hay là tìm quyển sách Thiền Sư Khương Tăng Hội để mà đọc. Và Ngài là người đã truyền bá cái pháp thiền căn bản của Phật, đó là thiền an ban thủ ý, tức là quán niệm hơi thở. Ngày nay chúng ta đang theo đó, hít vô biết mình thở vô, hít thở ra biết mình thở ra,
Rồi bây giờ mình còn pha chế thêm chút nữa để giữ tâm, phải không? Hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Thay vì mình nói hít vô biết những cái phương pháp trong kinh An Bang Thủ Ý, kinh Quán Niệm Hơi Thở, thì mình thêm để cho giúp cho hành giả tu tập có nhiều cái tiến bộ. Cho nên là hôm nay mình thì cách tổ xa quá rồi, cho nên đâu có ai biết hình dáng của tổ ra sao nữa. Và sau này á, khi mà các nhà nghiên cứu lịch sử Phật giáo Việt Nam phát hiện Ngài Khương Tăng Hội là người đầu tiên truyền thiền tại Việt Nam, và Ngài Khương Tăng Hội lớn tuổi hơn tổ Đạt Ma rất nhiều, cho nên là mình thờ tổ Đạt Ma là tại vì mình ảnh hưởng cái lịch sử là tổ Đạt Ma đi sang Trung Hoa vào cái thế kỷ thứ 6 thí dụ vậy. Nhưng mà thật ra thì tổ Đạt Ma sau Ngài Khương Tăng Hội, cho nên sau này các chùa Việt Nam cũng có cái đề xướng là nên thờ tổ Khương Tăng Hội để kỷ niệm. Và vì mình không có biết được cái hình dáng của tổ, cho nên mình chỉ phát họa lại. Và có một cái bản phát họa mà ngày nay quý vị thấy mình thờ ở Trúc Lâm đó, đó là một bản vẽ nét của họa sĩ vì Dì Binh Pháp mấy chục năm trước mà quên rồi. Thì mình lấy cái nét đó để mà mình tạo ra cái bức phù điêu tổ Khương Tăng Hội. Rồi sau này ở Việt Nam mình cũng tạo ra một cái bức tượng của Ngài trên Tây Thiên có để đó, Ngài chống cái gậy đó, không có đeo đội có nón lá đó. Thấy ông tổ cầm nón lá với ông tổ đó Việt Nam cầm nón lá đi quốc dông. Ngày xưa các thầy ở Việt Nam là cái đi ra đường là như vậy, áo tràng nâu, đội nón lá, mang quốc dông. Và quý vị thấy hình ảnh đó là quý vị thấy đây là một thầy rất Việt Nam. Còn một sư cô Việt Nam ra đường á, là áo nhật bình màu lam, đội khăn khăn lá sen, cầm theo cái nón lá nữa. Đó là sư cô Việt Nam đó. Thưa đại chúng, hôm nay hàng tuần mỗi chủ nhật chúng ta học kinh Pháp Cú. Thì hôm trước á, Pháp Hòa có định nghĩa một chút, nói về một chút hai chữ thiện ác. Bởi vì cái phẩm mà chúng ta đang đọc, đang học ở đây, đó là phẩm ác. Tức là những cái điều gì nó xấu, nó tổn hại đến người, thì người ta gom vào một cái phẩm kinh gọi là phẩm ác. Thì cái phẩm kinh này Đức Phật chỉ cho mình biết cái gì gọi là ác. Nhưng mà trong cái nghĩa căn bản nhất, ác là gì? Cái gì mình nói, mình làm mà tổn hại đến người khác là ác. Có nhiều khi không phải giết họ mới ác đâu. Mình nói một câu mà người ta khổ suốt đời, cái đó còn ác dữ nữa. Cho nên ở trong cái quyển gọi là Thiền Lâm Bảo Huấn, có một vị tổ nói vậy đó, nói cầm dao giết người chưa gọi là ác, nói một lời mà người khổ đau nhiều năm, cái đó ác. Thì hôm rồi nhân đọc lại kinh Đại Bát Niết Bàn, thì trong khi mà đọc cái phẩm kinh đó thì Pháp Hòa đọc được một đoạn kinh, trong đó Đức Phật dạy cũng liên hệ đến cái ác. Mà hôm trước, tuần trước Pháp Hòa có nói một đoạn, bữa nay Pháp Hòa đọc đoạn này cho đại chúng nghe. Tạo nhiều điều ác chẳng bằng một điều lành. Chỉ cần mình làm một điều lành thôi còn hơn mình làm nhiều điều ác. Tạo nhiều điều ác chẳng bằng một điều lành. Phật nói tu một tâm lành phá trăm điều ác. Một tâm lành mà mình khởi thì tất cả cái ác nó mất. Đúng như vậy. Ví dụ như ngày xưa là mình tham, mình sân, mình si, mình đủ thứ hết. Mà bữa nay mình ngộ đạo, mình tu, chỉ cần một tâm lành mình khởi thôi, thì mấy cái kia tuy nó không hết, nhưng ít ra nó làm sao? Nó giảm và nó không có tăng trưởng. Ngày hôm qua quý vị nhớ chữ tổng trì không? Đà ra ni đó. Chữ đà ra ni là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là tổng trì. Mà tổng trì là gì? Là người có đủ khả năng giữ cái ác không để nó phát sinh, và giữ cái thiện không để nó tổn giảm. Cho nên như chút kim can có thể phá hoại núi Tu Di, cũng như chút lửa có thể đốt cháy tất cả, như chút thuốc độc có thể hại chúng sanh. Phải không? Một cái diêm quẹt mà lên thôi là cháy cả rừng.
một chút thuốc độc thôi có thể chết người, mà không phải chết ít mà chết nhiều nữa. Dạ, giống như một con virus COVID vừa rồi thôi. nhỏ xíu vậy thôi mà nó lan truyền cả thế giới. Dễ sợ không? Cho nên đó, một cái tâm niệm xấu, một cái tâm niệm ác đó, nó hại rất nhiều. Tại vì mình khởi cái tâm niệm đó là mình sẽ hại một người. Mà hại được một người thành công thì mình giữ cái tâm niệm đó hai người. Mà chúng sanh đó, người có nhiều người người ta đâu có tỉnh. Có nhiều khi người ta bị hại cái người ta hận đời, người ta hại người khác. Ta nói tại vì tôi tốt với mọi người, không ai tốt với tôi, bây giờ tôi không thèm tốt với ai nữa hết. Cho nên cứ cái ác như thế mà nó sanh. Thì đây là cái phẩm, phẩm ác này tổng cộng có 13 bài kệ. Đây là bài kệ thứ 116 trong phẩm ác. Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác. Đó là cái câu kệ. Còn cái câu trường hàng là: hãy gấp rút làm lành, chế chỉ tọ tâm tội ác. Hãy biến nhát việc lành giờ phút nào thì tâm ưa chuyện ác giờ phút ấy. Có một lần Pháp Hòa mùa thu, Pháp Hòa đi thiền hành ở trên Tây Thiên, thì sắp sửa tới mùa khóa tu, Pháp Hòa mới nảy một cái câu: thời gian trôi rất nhanh, kiếp người thật mong manh. Giây phút nào tỉnh thức, giây phút ấy tu hành. Tại vì cái giây nào mình thức tỉnh thì mình tu mãi, mà hãy mình tu giây nào thì cái ác nó mất. Cũng giống như bây giờ Pháp Hòa thưa vậy nè, quý vị nào mà chưa ăn chay trọn một ngày được đó, đừng có lấy cái cớ đó rồi không ăn. Thí dụ bây giờ quý vị ăn một bữa nửa ngày chay ăn nổi không? Được. Thậm chí bây giờ nói là tôi không ăn nửa ngày được, tôi ăn một buổi sáng thôi. Buổi sáng đó thường thường là bacon với lại món này món kia. Thì bây giờ buổi sáng này sẽ trở thành ra cereal, oatmeal, bagel đồ. Thì buổi sáng đó là chay. Nói chung là bữa ăn nào không có sinh, không có những cái sinh mạng của chúng sanh khác, bữa ăn đó đều được gọi là chay hết. Mình chưa chọn ngày chay thì mình một buổi chay. Cũng như vậy, mình chưa xuất gia được thì mình tu tại gia. Mình chưa làm Phật full time thì mình làm Phật part time. Người ta nghèo thì người ta đi làm 2-3 job, phải không? Và thậm chí bây giờ là mình tu tập á, mà các ngài thường hay đưa ví dụ giống như tu mót vậy thôi. Pháp Hòa nghe mấy vị mà người ta làm vàng, người ta nói, ta kể tuần rồi mà được nghe. Đến nỗi mà một cái tiệm mà làm vàng mà cái khăn lao bàn người ta cũng không bỏ. Người ta đem, người ta giặt, người ta ngâm nước, người ta mòn bòn lại hết những cái mạ vàng lúc mà bào đó ra, mài đó, nó văng khắp hết. Nghĩa là miếng đất đó bất cứ chỗ nào người ta cũng đều giữ lại hết. Rồi lâu ngày người ta gom lại thành vàng. Thì người ta có vàng người ta gom, mình không có vàng, mình gom lúa thóc. Người ta cũng tu bòn tu mót đó chứ. Người nào có tiền thì người ta đeo cả chiếc nhẫn, mình không có, mình làm cho người ta. Nhưng mà nó bay mấy cái đó rồi cứ đi lượm riết, lâu ngày có vàng. Và nghe nói là những miếng đất nào mà nó ở đó mà tiệm vàng lâu năm là miếng đất đó có giá lắm. Tại vì đào đất đó lên mà ngâm nước thời gian là ra vàng dữ lắm. Mới biết chuyện đó. Thì Pháp Hòa nghe xong rồi nói: ồ, cái này giống mình tu mót quá. Thì bây giờ mình chưa tu nổi trọn ngày, trọn tháng, trọn năm thì mình tu theo thời thôi. Cho nên á, trong một cái khóa tu ha, một ngày từ 6 giờ sáng tới 10 giờ đêm, hiếm có người nào đi hết khóa lắm, hết ngày lắm, hiếm lắm, có chứ không phải không. Thế nào cũng cúp cua một buổi à. Có người thì cúp cua buổi sáng, có người cúp cua buổi trưa, bữa nào mà tu được trọn ngày là ngày đó hạnh phúc. Rồi nói sao rồi không ra, nói tôi đau lưng quá thôi để tôi nghỉ ngơi, chiều nữa tôi mót lại. Tôi vòn tôi mót. Người ta có lúa, ta đập lúa, ta đập rồi ta giục mấy cái bó lúa to ra. Những người nghèo đó ta lượm mấy cái đó lại, ta lặt, ta lượm. Nhiều khi người ta chịu khó vậy suốt ngày, tới chiều người ta có được lon gạo. Người giàu thì người ta ăn gạo thoải mái, còn người nghèo không có thì mót mấy cái đó. Tu hành cũng vậy. Đừng có đợi đến khi nào mình trọn vẹn mình mới làm, không có đâu. Ở trong kinh Bách Vụ có kể câu chuyện này. Kinh Bách Vụ kể là có cái ông đó, ông nuôi bò. Thì ông chuẩn bị lấy sữa bò để đãi khách.
Thì ông mới nói là còn tới 2 tuần lễ nữa mới tới ngày đãi khách. Bây giờ mình lấy sữa bò sớm quá để đâu, thôi cứ để cất ở trong cái bụng con bò đi, rồi tới 2 tuần sau đó mình lấy sữa bò cho nó nhiều. 2 tuần sau ra dắt không còn giọt nào hết. Thì cái câu chuyện đó Đức Phật nói cũng như thế. Nhiều khi chúng ta muốn bố thí, muốn làm lành mà chúng ta đợi. Thí dụ như muốn giúp người ta nó thôi, để khi nào tôi trúng số mới giúp. Nếu cả đời không mua vé số lấy gì trúng? Mà ngàn người mua mấy ai được trúng, phải không? Cái quan trọng á, hay là mình nói để khi nào tôi giàu tôi bố thí, để khi nào tôi có nhiều đi tôi bố thí. Người ta đâu có, người ta mà đợi mình giàu là người ta rụt xương rồi. Mà bây giờ người ta chỉ cần mình cho người ta một chén cơm thôi, mình có khả năng cho không? Có khả năng thì cứ cho chén cơm đó. Người ta chỉ cần mình cho người ta một ly nước thôi, mình có thể làm được không? Mình làm được cứ làm. Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Tại vì một cái tâm lành mình khởi lên thì cái tâm ác nó mất. Ví dụ như mình gặp một cái người đó, người ta đói, người ta xin chén cơm, mà mình khởi cái tâm để tôi vô tôi bới cơm cho anh ăn, thì cái tâm mà chửi bới, cái tâm mà ích kỷ, cái tâm keo kiết nó mất rồi. Bây giờ nó khởi được cái tâm là biết cho. Thì ngay cái giây phút mình cho một chén cơm đó đó, là cái tâm xấu, cái tâm ích kỷ, cái tâm mà gọi là tiếc rẻ nó mất đi, mà cái tâm cho nó còn. Rồi cái người mà người ta không muốn cho, ta nói gì? Cho hết lấy gì ăn. Còn cái người mà lúc nào cũng muốn cho, nói ăn hết lấy gì cho. Cũng một cái câu nói đó mà nó đảo thôi. Người không muốn cho thì nói cho anh hết lấy gì tôi ăn. Còn người muốn cho thì nói ăn hết lấy gì cho. Cho nên ăn chừa. Rồi bây giờ mình nói tới vấn đề niệm Phật nè. Quý vị có 10 phút tu, quý vị tu niệm Phật. Bây giờ thậm chí bận rộn quá, xuống vô nhà cái là không có thời giờ niệm Phật trong xe, niệm Phật trong khi mình làm việc. Tại vì trong khi mình niệm Phật là mình không niệm cái khác. Còn nếu mình không niệm Phật là mình niệm khác. Tại cái đầu mình bao giờ nó không có niệm hết đó. Lúc nào cũng phải niệm hết đó. Cho nên hồi sáng này mình đọc á, niệm Phật nè, niệm Phật niệm sao? Đức Thế Tôn là như thế, bậc ứng, bậc giác ngộ toàn vẹn vân vân, rồi giáo pháp của Thế Tôn, rồi tăng đoàn của Thế Tôn, rồi giới luật của Thế Tôn. Bốn niệm rồi, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới. Còn sáu niệm nữa đó. Đó là niệm thí, niệm thiên, niệm hữu tức, niệm vô thường, niệm chết. Thập niệm. Vì mình đâu có phải chỉ có một cái niệm Phật. Mình nhớ một lời kinh mà hãy lúc nào mình nhớ kinh không nhớ khác. Cho nên cái việc mà mình trả giá tu hành nó đợi, vô thường nó đâu có đợi ai. Thí dụ bây giờ một ngày nào mà tử thần nó tới, nó đã đợi tôi lên chùa tôi thắp cây nhang nữa không? Không, tới giờ rồi. Diêm Vương đã định canh năm chết, canh ba chết, chẳng để cho người tới năm canh. Người đó ba canh, canh ba mất rồi thì không ai lưu luyến gì được. Cho nên hãy mình thức tỉnh giây phút nào mình tu giây phút đó. Mà quý vị tu trong bận rộn, tu trong mọi hoàn cảnh. Quý vị nào có đọc cái quyển gọi là 48 pháp niệm Phật, trong đó cái câu của bà, cái quyển là đã 48 pháp niệm Phật, pháp môn dễ tu dễ chứng, hợp thời cơ. Mà người ta thậm chí người ta hướng dẫn mình đó, đi trong nhà vệ sinh niệm Phật cũng được. Nhưng mà mình biết cách niệm, không lẽ vô trong đó Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà, niệm trong tâm thôi. Mình cũng niệm Phật nhưng mà mình biết cách niệm. Còn không bao giờ dừng cái tu, mà quan trọng là biết cách tu. Phải nhớ cái đó. Không bao giờ dừng cái tu mà phải biết cái tu. Không biết cái tu, ta nói mình tưởng tưởng. Tự nhiên vô trống ngồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái ta nói làm gì tu niệm Phật. Ta nói trời, bả tu càng ngày bả càng. Ông tu ông càng ngày. Nên phải biết cách. Mình vẫn đi hộ niệm cho người mất trong bệnh viện. Nhưng mình nhớ đây là bệnh viện chứ không phải là chánh điện đạo tràng. Sách vô mỏi vô trống làm gì?
tụng cho cái người mà ngáp ngáp sắp chết, họ chưa chết mà cái bà bên cạnh bà tức của bà chết rồi. Tôi đang ngủ mà nó cứ gõ bóc cốc men men, tôi không biết cái đó là cái gì. Không bao giờ dừng cái tu mà phải biết cách tu. Không bao giờ dừng sự hành thiện mà phải biết cách hành thiện. Nếu mình không biết cách thì cái cách hành thiện của mình sẽ làm cho người khác khó chịu. Cái cách tu của mình làm cho người khác khó chịu. Mà người khác khó chịu đó là cái tu mình nó cũng chưa trọn đó. Mình ăn chay sao mà người khác bực bội với chuyện ăn chay của mình đó là mình biết là cái cách ăn chay của mình là mình ăn chay mà người kia bị cháy. Mình ăn như thế nào để người ta rất là nhẹ nhàng với cách ăn của mình là do mình. Thành thử ra nhiều khi mình trách người á, mình phải nhìn lại mình cái cách mình sống như thế nào, cách mình tu như thế nào mà người ta phản đối mình. Trừ khi nào mình quán lại mình thấy mình cũng khéo léo lắm rồi đó chứ. Mà sao giờ mình vẫn bị chống bán thì mình biết đây là thật sự là chướng duyên. Nhưng mà có những cái chướng duyên không phải từ bên ngoài mà từ nơi mình. Rồi lúc đó mình nói trời ơi, tôi tu mà tôi bị khảo quá. Tại mình khảo người ta trước. Người ta đi làm 11 giờ sáng người ta mới về tới nhà, ta mới nằm được có 2 tiếng mình bon. Mình tụng lăng nghiêm, mình tụng đủ thứ hết. Mình khảo lỗ tai người ta thì người ta phải khảo mình thôi. Cái này cũng phải, cho nên tất cả phải có sự quán chiếu. Tu là phải có cái nhìn lại. Trước hết tu viện biết mà mình thiếu cái sự nhìn lại bản thân mình là cái tu đó nó chưa đúng. Anh nói trời nói đất, nói hay nói dở gì biết, nhưng mà thiếu sự nhìn lại mình, thiếu sự quán chiếu. Tại sao mình bị người ta ghét? Tại sao người ta chống mình tu? Tại sao người ta thế này? Cho nên Pháp Hòa hay kể cho đại chúng nghe. Ai cũng hiểu bà Thanh Đề đem chén cơm, chén gạo vô, rồi bị các thầy coi thường á. Bà đem con chén gạo và mấy thầy lo tiếp mấy bà đại gia. Cho nên rồi bà tức quá, bà đổ cái chén gạo, bà chà đạp cái chén gạo đó, bà phỉ báng, cho nên giờ bà đọa địa ngục. Thì cái đó cũng được, mình hiểu vậy cũng được. Nhưng mà rồi mình cũng quên ngồi hỏi lại coi tại sao bà vậy. Cũng tại mấy ông. Chứ bà hồi đầu bà thành tâm lắm mà. Bà thành tâm, bà đem một chén gạo vô, bà cúng bằng tất cả tâm thành của mình mà. Nhưng mà tại rồi mình cứ nhìn cái vẻ bên ngoài của mỗi người rồi mình tiếp, cho nên mới làm cho cái bà này bà nổi sân lên. Cho nên là nói bà Thanh Đề, chứ tôi cũng phải nhìn lại tại sao bà Thanh Đề bả như vậy. Đây là một cái tư duy, cái quán chiếu. Nhiều khi mình nói một chiều mà mình quên cái khác. Tự khi khổng ta lại, ta nhào ta đã đập mình. Mình cũng trời thần đất lỡ. Mình cũng nói gì đó để cho người ta nổi cơn lên. Mà thậm chí có nhiều người cũng chướng lắm. Biết người ta giận cứ chàng vàng trước mặt như này. Nói theo người Việt á, chọc nư á. Chọc cái nư của người đó. Mà cuối cùng ai lỗ? Mình là người lỗ. Tại mình bị đắp. Thật thử ra Phó Hòa xin thưa đại chúng là cái thiện cái ác, đôi khi á, cái thiện mình làm nhưng mình không khéo thì mình lại trong cái thành thiện đó mình lại làm cho người khác sanh cái pháp ác. Thí dụ mà bây giờ mình thương cái người đó quá, mình biết cái người đó chuyên đánh bài hay là cái gì đó, xài tiền không đúng, mà mình cứ đưa tiền cho người đó. Có đôi khi cái này cũng phải nhìn lại. Cái này Phật gọi là trong kinh này, cho nhiều mà phước ít. Tại không có tư duy. Nếu mà có cái phước đi nữa là phước của cái người kia, họ thương mình, tại vì mình lúc nào cũng đưa tiền cho họ. Nhưng mà có nhiều người cho ít mà phước nhiều. Quý vị cúng vô cho những cái cơ sở từ thiện 10 đồng tháng thôi, 10 đồng thôi, nhưng mà mình người ta duy trì cả một cơ sở từ thiện. Cho nên mình làm việc thiện, những cái nơi mà người ta phát huy cái thiện cái lành, mình yểm trợ những công trình đó, mặc dù cái của mình rất nhỏ. Mình nói thôi ôi, tôi chỉ là giọt mua hoặc muối thôi, tôi là một giọt nước. Nhưng mà không có một giọt nước thì không có một chén nước, một lu nước và một sông. Một sen đâu có nghĩa lý gì, nhưng mà thiếu một sen thì cái 99 sen kia không được gọi là một đồng. Mặc dù một sen nó nằm bên ngoài này thì nó là lẻ loi, nó không là gì hết á. Nhưng mà bây giờ 99 sen này rất cần một sen này cộng vào đó để bên này được thành một đồng.
Và đại chúng cứ như thế mà tu tập. Mỗi ngày bất cứ giây phút nào suy nghĩ làm lành được cho ai, cứ làm. Trưa nay là Pháp Hòa cũng bận lắm đây. Lát nữa có cái đám cưới nè. Rồi lát nữa có cái đám tang online nữa nè. Cho em làm overtime mà. Vậy mà còn không đủ sống nữa nè. Rồi mình nói theo thế gian ta nói vậy đó. Nhưng mà mình gọi là mình ý là mình bất cứ giây phút nào mình cho được người khác, không từ chối. Mà cái đó đôi khi mình không có tâm lực mình làm được. Mà không có muốn được cái tâm lực đó, phải có tâm nguyện. Tâm nguyện là gì? Tức là cái ước nguyện từ trong lòng mình. Mình không cần phải nói với ai. Nhưng mà hễ mà tâm nguyện mà có thì tâm lực nó có. Tâm lực mà có thì sức lực nó đi theo. Cho nên cái đó gọi là tinh tấn. Hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm điều lành, ý ưa thích việc ác. Nếu người làm điều ác, chớ tiếp tục làm thêm. Chớ ước muốn điều ác, chứa ác tất chịu khổ. Đây là câu thứ 117. Nếu người làm điều ác, chớ tiếp tục làm thêm. Chớ ước muốn điều ác, chứa ác tất chịu khổ. Cũng giống như bây giờ á, mình đã ăn phải một cái món độc trúng thực thì không dám ăn nữa. Thậm chí không phải là món đó, thí dụ bây giờ mình đang ăn trúng thực, làm gì mà dám ăn nước cốt dừa, làm gì mà dám ăn những cái món sống, tại vì mình biết trong người mình đang không khỏe thì không tiếp thêm nữa. Mà phải làm sao mình tẩy cái đó ra để mình có thể ăn được. Thì Đức Phật dạy câu này, câu thứ 118, nếu người làm điều thiện nên tiếp tục làm thêm. Hãy ước muốn điều thiện, chứa thiện được an lạc. Hai cái câu này nó đi với nhau. Một bên thì chứa ác là tất chịu khổ, còn bên này thì gì? Chứa thiện được an lạc. Bây giờ trong lòng mình mà chứa tất cả điều lành thì dĩ nhiên lời nói của mình sẽ lành. Đơn giản là quý vị thuộc thơ, đụng chuyện gì quý vị cũng nói thơ. Quý vị thuộc kinh thì chuyện gì quý vị cũng đem kinh ra, mà không cần phải nói với ai, mà mình nói với chính mình. Tại vì mình chữa trị được cái tâm bất thiện của mình thì cái cách hành xử của mình, cái cách sống của mình nó khác. Cho nên cái phẩm này Đức Phật, thưa đại chúng, là Đức Phật không có nói kinh gì gọi là kinh Pháp Cú hết. Nhưng mà bởi vì trong suốt 45 năm của Ngài, đi đến đâu đụng chuyện, đụng việc thì Ngài nói lên một câu kệ, một câu kinh, một câu kệ để nhắc nhở người ta. Rồi sau này các Ngài mới sưu tập lại những cái câu đó và chia nó ra thành từng cái mục và đặt cho nó một cái tên là Kinh Pháp Cú. Cú là câu, Pháp là Phật Pháp, là giáo lý. Những câu này được Đức Phật giảng dạy đầy, chứa đầy những cái giáo pháp ở trong đó và gom lại thành một quyển sách, chúng ta gọi là Kinh Pháp Cú. Và nếu mà đi tra trong kinh điển, trong kinh tạng, nhiều loại Kinh Pháp Cú lắm, nhiều lắm. Hồi xưa mình không biết, mình tưởng có một cuốn này thôi, mà tới hồi bây giờ mà được tra trong kinh tạng thì thấy trời, Kinh Pháp Cú rất nhiều thể loại khác nhau. Có những loại Kinh Pháp Cú gọi là Pháp Cú thí dụ, đưa một câu chuyện xong, đưa một câu thí dụ xong liền có một bài kệ, có một câu chuyện thí dụ xong liền có bài kệ, rất hay. Thành thử ra Phật Pháp như biển cá, bơi hoài càng bơi càng thích, càng tắm mình trong đó càng thích. Thì mình mới thấy rằng nếu mà cái đầu của mình mỗi ngày á, nó không suy nghĩ gì hết ngoài những cái việc làm thiện, sống lành của mình á, ngày đó tối mình ngủ ngon. Cho nên trong kinh cũng vậy á, khi nào á, mà mình biết cái tối mình ngủ bất an, thí dụ như mình ngủ khó, mình trằn trọc, mình khó ngủ, và trong giấc ngủ của mình thường hay thấy chiêm bao những cái điều xấu, thấy người ta rượt mình, thấy những cái điều mà bất tường,
rồi mình hay hét, mình hay bị mớ, rồi ngủ dậy thì mệt mỏi. Trong kinh có đưa ra 11 cái điều. Mà nếu như ai phát triển được cái tâm từ á, thì những cái đó nó dần mất. Cho nên ví dụ như vị nào mà thường ngủ bị nằm chiêm bao, thấy tầm bậy tầm bạ rồi hay mớ rồi đó, không có sao. Quý vị cố gắng ngồi tịnh tâm nhiều một chút. Mỗi tối, ngày buổi sáng dành cho mình 10 phút, rồi mình niệm Phật. Rồi tối đi ngủ mình có thể lại 50 lại, giống như ngủ bách danh hay là vạn Phật vậy đó. Mình không có khả năng lại nhiều, lại 50 thôi. Hay là quý vị lại trong hồng danh bảo sám, 35 vị Phật sau cùng. Ở đây ai cũng biết cái quyển sám hối hồng danh phải không? Thì cái hồng danh bảo sám ở trong đó là tổng cộng là 89 vị Phật. Thì từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuống cho tới Pháp Giới Tàng Thân á, 35 vị. Mà trong kinh nói 35 vị Phật đó giúp cho mình tiêu trừ vô lượng tội lỗi của nhiều kiếp. Nếu không có thời gian, mỗi tối cứ lại 35 lại đó. Lại xong rồi ngồi tịnh tâm chút xíu. Quý vị cứ làm điều đặn như vậy đi, biến nó thành một món ăn mỗi ngày của mình, cho tâm linh, cho tinh thần của mình. Quý vị cứ nhớ là mỗi ngày mình ăn 3 cử. Người nào mà diet thì cũng 1 cử. Nhưng mà nếu như đó là thực phẩm cho thân, mà nếu như một ngày mà mình không có một chút gì gọi là có thực phẩm cho tâm, đây là một sự thiếu thốn. Và tâm thức của mình nó đói khát vô cùng, không được. Thỉnh thoảng nói thỉnh thoảng thì cũng không đúng. Thỉnh thoảng Pháp Hòa bước ra, thấy một thầy đi học trễ về, không có tham dự được thời kinh. Nhưng mà tối lại thầy vẫn cầm cái gối, thầy lên chánh điện, thầy ngồi thiền. Mỗi khi Pháp Hòa thấy cái hình ảnh đó, Pháp Hòa vui dữ lắm. Pháp Hòa vui mà đệ tử không cần cho thầy gì hết. Thầy chỉ cần thấy đệ tử tinh tấn tu mà siêng tu, đó là một món quà lớn cho thầy. Cho nên nhiều khi tối Pháp Hòa làm việc đi tới lui, thấy thầy đang ngồi thiền trên chánh điện, trong lòng hết sức vui. Thấy một đệ tử nào mà tranh thủ thời gian của mình có được, lên lại sám hối, mở kinh ra đọc, mở sách ra đọc. Cho nên mấy thầy cứ lên phòng Pháp Hòa lấy sách này sách kia, tiếng Anh tiếng Việt, Pháp Hòa vui lắm. Tại vì mình biết giây phút nào mình cầm được quyển kinh quyển sách lên đó, dù cho một câu một chữ, chữ nghĩa kinh điển nó cũng ở trong tâm mình. Và giây phút đó mình không nghĩ cái khác. Có thể mình đọc mình không nhớ, nhưng mà giây phút mình đọc đó là mình không có cái niệm khác, chỉ có cái niệm kinh điển thôi. Mình phải tẩy trừ cái tâm nhiễm ô của mình bằng cách đó thôi. Tại vì đợi mà đến khi nào mình rảnh rỗi chắc không có. Còn nếu mà rảnh rỗi là trừ khi nào mình nằm mình bệnh rồi, lúc đó mình sẽ có cớ bệnh quá lấy gì tu. Phật dạy rõ trong kinh, cái người mà làm biếng có cách nói nghe: nóng quá không tu, lạnh quá không tu, no quá không tu, đói quá không tu, mệt quá không tu, bận quá không tu. Đó, ví dụ như bữa nào nóng quá biểu lên lại Phật, thôi bữa nào mát mát lại Phật, mà mệt đổ mồ hôi mệt, bữa nào mà lạnh quá nó thôi để trong nhà ra đường cảm chết. Lúc nào mình cũng có cái lý do. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa đọc 3 câu kinh Pháp Cú trong Phẩm Ác cho đại chúng nghe. Và người xưa đã định nghĩa chữ thiện ác đơn giản thôi, phải không? Thiện là gì? Thiện là tăng ít, ác là tổn giảm. Lời nói của mình, hành động của mình làm cho người khác vui, mà trước khi họ vui là ai? Ai hưởng trước? Mến. Thế nên mình thí dụ bây giờ mình vừa khởi lên, tôi chẳng dám khinh quý ngài, chưa nói ra lời nhưng cái điều đó nó ở trong tâm mình rồi. Thành thử ra cái điều thiện mà vừa khởi á, cái người nghe chỉ là người thứ nhì thôi, còn cái người mà tiếp nhận nó ngay đầu tiên nhất chính mình. Vì vậy mà điều thiện như vậy thì điều ác nó cũng không khác. Hễ điều ác mà khởi lên thì ai là người hưởng? Là mình. Chỉ vì vậy mà Minh Tâm Bảo Giám có cái câu á: hàm huyết phúng nhơn, tiên ô tự khẩu. Ngậm máu mà mình phun người khác á, thì trước hết là miệng mình đã nhiễm ô. Hàm huyết phúng nhơn, tiên ô tự khẩu.
Cái câu đó là người xưa đó, trong cái quyển gọi là Minh Tâm Bảo Giám. Cái quyển đó nhiều câu hay lắm. Cho nên là khi mà mình thanh lọc tâm mình bằng câu niệm Phật, bằng một thời kinh, bằng một thời ngồi thiền, bằng một thời niệm Phật, tốt lắm. Mà quý vị nhớ là mình cái gì nhiều cái đó nó nhiễm. Nhiễm không phải là một lần rồi nha. Ví dụ như đậu hũ mà quý vị vừa để vô nước tương đem ra liền, đâu có thấm. Quý vị phải ngâm, ngâm lâu nó thấm, mà thấm gọi là nhiễm. Kho mà mình không có dặn lửa riêu riêu thì củ rau nó đâu có thấm, nó đâu có ngon. Muốn nó ngon là phải kho lửa riêu riêu nó mới thấm. Cũng y chang như vậy. Cái điều bất thiện mà cứ tiếp xúc riêu riêu, nhỏ nhỏ, chút chút, lâu ngày nó thấm, mà nó thấm rồi nó mặn, không cách chữa. Cái đời sống của mình như thế nào, hàng ngày mình sinh hoạt như thế nào, thì đời sống tâm linh mình nó cũng không có khác. Cho nên Phật Pháp và thế gian không có rời. Nếu mình rời thế gian mà đi tìm Phật Pháp thì không bao giờ có. Tại vì Phật Pháp là để dành cho thế gian, cho con người. Ngày nào không còn con người, đạo Phật không còn có mặt. Không cần có mặt. Tại vì mục đích của Phật giáo là để chuyển hóa con người. Mà quý vị thấy con người rắc rối không? Quá trời rắc rối luôn. Ngay cả thậm chí đi tu rồi mà cũng còn rắc rối. Chứ đừng chứ đừng nói là mình sống theo thế gian đó. Mình vô chùa mình tu rồi đó, cũng rắc rối dữ lắm đó. Chứ không phải là mình đơn giản. Tại sao? Tại vì mình đã huân tập cái rắc rối đó. Rồi bây giờ mình đi đâu mình cũng vung vẩy ra hết. Cho nên tu là để thúc liễm, nhìn lại, thấy mình, chuyển hóa. Mà chuyển hóa được mình là thiện. Mà thiện được tự mình thì thiện được xung quanh. Mà nếu mình còn làm khổ mình, mình còn làm khổ mình, cái đó vẫn gọi là ác. Thấy người ta mình cũng khổ, bực bội chuyện này. Pháp Hòa tu thiền, thí dụ đi ha, mà nghe ai không tu thiền bực. Pháp Hòa tu niệm Phật mà nghe không ai chịu niệm Phật mình bực. Cái đó mình khổ đó. Pháp môn là cái cửa, mà cả đã là cửa thì phải tự tại ra vào. Mình đừng có bám vào cái pháp môn của mình rồi bắt người khác phải theo. Vì mỗi người, người ta có một cái phương cách nó khác nhau. Ví dụ như quý vị nói niệm Phật phải niệm trước bàn Phật. Như vậy những người bận rộn không bao giờ tu được. Tại vì không có thời gian. Bây giờ mình nói lại, ai có thời gian niệm trước bàn Phật thì tốt. Không có niệm trong xe. Một tiếng đồng hồ họ lái xe, một tiếng đồng hồ niệm Phật đỡ hơn không? Còn hơn họ bỏ một cái CD toàn là nhạc đau khổ không. Rồi họ nghe mà họ khổ đau từ ở chỗ hãng về tới. Mà quý vị để ý coi, nghe những cái nhạc buồn nó đâu có gì hay đâu. Một người đi với một người, nghe là thấy khổ rồi thấy không? Cái người thứ hai mới khổ rồi. Một người đi với nụ cười hắc hiu, khổ dữ nữa. Cho nên Rồi nếu mà đúng mình đúng cái tâm trạng đó, trời ơi, vừa lái xe vừa nghe nhạc vừa khóc. Còn bây giờ nếu mình nghe Pháp, vừa lái xe vừa nghe Pháp cười, người khác người ta ngồi người ta đậu xe kế bên ta tưởng mình khùng. Nhưng mà khùng mà biết cười, khùng này tốt. Khùng cười với giáo Pháp đó. Còn thí dụ mình không biết thì mình đậu xe mình khóc thì người khác cũng nhìn mình, nhưng mà hai cái tâm trạng nó khác. Cho nên có nhiều Phật tử ngày xưa lái xe đi xa về đi làm trên đường freeway mà kẹt xe stress dữ lắm. Nhưng mà từ ngày mình có những cái MP3, những cái USB, những cái mini chip để Pháp đó, vị Phật tử đó không còn stress nữa. Tại vì có ông thầy ông nói cho mình nghe đủ trò đủ chuyện hết. Mình cứ nghe hết chuyện này tới chuyện kia, về tới nhà tâm thoải mái vô cùng. Một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ kẹt xe, mình học quá chừng việc trong hai giờ đồng hồ đó. Còn mấy cái nhạc kia nghe để giải trí thôi. Em không có nói không nghe nha, ca sĩ chửi chết. Vẫn nghe. Nhưng mà đã nghe nhạc thì mình hay dùng cái từ gì? Giải trí. Chút thôi, chơi vui vậy thôi, chứ không có nhiễm. Mà mình hát cái đó, một thầy tu mà đứng rửa chén mà vừa hát nhạc tình này là bắt đầu biết có nhiễm rồi đó. Nhiễm rồi đó.
Tự nhiên thầy tu mà vừa quét nhà mà nói: em ơi, nếu mong không thành thì sao? Là mình biết ông thầy thì có vấn đề, nhiễm lộn chỗ rồi, nhiễm lộn món rồi ha. Thôi chúc đại chúng cuối tuần vui vẻ.